Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ: Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày mùa kiếp khó tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng huyền tỏ Như Lai ngày nhâm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 410, kinh Đại Phương Quảng Thập Luân. Hán dịch bất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm đời Bát Lương, quyển 1, phẩm 1, mở đầu. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật ở tại núi Khơ La Đề Gia, là trụ sở của vị Tiên Mâu Ni, cùng với chúng đại tỳ kheo hội đủ vô lượng vô số chúng đại thanh văn, vô lượng vô số các vị đại Bồ Tát không thể tính kể đã văn tập đến nghe Phật thuyết giảng kinh Nguyệt Tạng. Bây giờ phương Nam có mây hương lớn, mưa xuống những trận mưa hương lớn. Có mây hoa lớn, mưa xuống những trận mưa hoa lớn. Có vô lượng mây anh lạc, mưa xuống vô số trận mưa anh lạc. Có mây y phục lớn, mưa xuống các trận mưa y phục lớn. Ở nơi núi Khư La Đề Gia, trú xứ của Tiên Mâu Ni, các trận mưa lớn ấy thấy đều phủ khắp. Các đám mây rợp lớn tuôn những cơn mưa hương hoa y phục anh lạc, và đó cũng nêu bày vô lượng vô số pháp âm như thế theo thứ lớp, cho đến nói rộng về đủ loại âm thanh, nói về ba quy y, âm thanh nói về trì giới, âm thanh nói về nhẫn nhục, âm thanh nói về tinh tấn, âm thanh nói về thiền định, về trí tuệ đầy đủ, về hằng phục bốn ma, về tiếng khen ngợi vang khắp ba cõi, về tổng trì niệm định, về ba môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, âm thanh nói về ly dục, âm thanh nói về sắc như bọt nước tụ lại, thọ như bong bóng nước, tưởng như ánh lửa cháy bùng, hành như cây chuối, thức như huyễn hóa, âm thanh nói về vô thường, khổ không, vô ngã, âm thanh nói về sự hổ thẹn, âm thanh nói về niệm xứ, âm thanh nói về bốn tâm vô lượng từ bi hỷ xả, âm thanh nói về việc chứng đắc các pháp, âm thanh nói về niết bàn, âm thanh nói về chỗ rộng mở không còn chứa giấu che đậy, âm thanh nói về ba thừa, nói về chuyện pháp luân, nói về sự thành tựu đầy đủ cho chúng sinh, nói về sự vượt qua ba cõi ác, nói về sáu pháp ba la mật, nói về phương tiện quyền xảo cho đến gồm đủ mười địa, âm thanh nói về thần thông tự tại, nói về đại thừa vô thượng diệu dụng, nói về bất thoái chuyển, nói về pháp nhẫn vô sinh, nói về sự hội nhập nơi biển Phật. Đại chúng có mặt nơi pháp hội đều thấy đủ loại cơn mưa, cũng nghe vô lượng âm thanh nói về các pháp, âm thanh nói về các thứ y phục theo ý để trang sức thích hợp, lại thấy đều thấy trên hai tay của các vị kia đều có ngọc báu như ý, mua xuống các báu như ý, mỗi mỗi báu như ý đều phát ra hào quang sáng rực. Trong hào quang ấy đều thấy tất cả chư Phật nơi hằng xa thế giới khắp mười phương, mỗi chỗ ở của chư Phật ấy đều có các vị Bồ Tát tự vây quanh, nên ánh hào quang rực rỡ kia lại thấy hết thế giới chư Phật khắp mười phương. Nếu có người bệnh thân nhờ xúc chạm được dưới ánh hào quang thì các bệnh đều tiêu trừ, chỗ thế nào bị trói buộc cùng sắp bị giết, thân nhờ xúc chạm nơi ánh hào quang ấy liền được giải thoát. Nếu thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý suy nghĩ ác, gặp ánh hào quang ấy chạm vào thân thì sẽ trừ được ba nghiệp ác. Nếu chúng sinh chịu mọi đói khát, gặp ánh hào quang ấy chạm vào thân thì đều được no đủ. Người nào mắc phải tội lỗi bị đánh đập, chịu nhiều khổ bức, thiếu các thứ vật dụng y phục các loại anh lạc để trang sức, nếu gặp ánh hào quang ấy chạm đến thân, tùy theo chỗ nhớ nghĩ đều được đầy đủ. Nếu có những người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, nói lời tội ác, mắng giết, gặp ánh hào quang ấy chạm vào thân thì những nghiệp ác như vậy đều được tiêu trừ. Nếu có các chúng sinh cầu không được nên khổ, gặp ánh hào quang ấy chạm vào thân thì đều thọ nhận sự an vui. Hào quang sáng tỏ thanh tịnh, không bị ăn chê do gió mây bụi bặm và các thứ cấu uế, các sự khổ não đáng kê trôi xót, các loại âm thanh bất thiện cho đến những xúc chạm xấu ác gây sợ hãi đều được trừ diệt, xa lìa các điều ác, tất cả tà kiến hư dối vô nịnh cũng đều dứt hết, mọi thứ tham dục xấu ác thể được loại bỏ, mọi điều an lạc tù tán vi diệu đều sinh khởi. Bây giờ chúng hội đều an định vững chắc, khó lay động như mặt đất, tâm không đến đi không thể hủy hoại, thì chúng như vậy đạt được điều chưa từng có, đều tự hỏi vì nhân chuyên gì hôm nay chúng ta thân tướng như được khỏe khoắn, được quý trọng, không thể tự kiềm chế. Lúc này có một vị đế thích tên là Tịnh Hữu, ở trong đại chúng, chỗ ngồi không xa liền từ tòa ngồi đứng dậy, xin lại y phục
gối phải quỳ sát đất chắp tay hướng về Đức Phật nói kệ. Lời nói thật, thấy thật, Bậc Mâu Ni an trú ở lâu trong pháp hành, xin nguyện diện đại pháp, vì Phật vì nhân duyên thật, diệt khổ cho chúng sinh. Sao ở nơi chốn này luôn xuống các cơn mưa, để chúng đều vui mừng, tâm tin tưởng an lạc. Giải bày những nghi ngờ khiến ở trong đại thừa, tâm vững chắc như đất, vì tất cả trời người cùng thấy tướng như vậy, để chúng đều xin nghi. Trên hai tay xuất hiện Ngọc Mani tỏa sáng, tất cả những y phục, thân trang sức đầy đủ, ruộng phước trong mười phương, xa lìa các tội lỗi, mọi khổ được chấm dứt, đều nhờ bậc cứu đời. Tất cả các trời người không thể nêu nhân duyên, ai dùng sức thần thông để đến nơi chỗ này, vì Phật các Bồ Tát, chúng Phạm Ma Đế Thích, xin thuyết pháp cứu độ nhân duyên của thần thông. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Đế Thích tịnh hữu, đúng vậy, đúng vậy. Nay ông lắng nghe, ta sẽ vì ông mà giảng nói. Đại Bồ Tát Địa Tạng ấy ở trong vô lượng A Tăng Kỳ kiếp, vì đời ác năm trượt muốn thành tựu đại nguyện của độ chúng sinh nên đến nơi này. Còn với 80 triệu nay cho tha trăm ngàn ức chúng Đại Bồ Tát hội đủ, tất cả đều muốn đến lễ bái cung kính cúng dường Như Lai, đều muốn được gặp đại chúng tập hội, đều muốn được nghe đại chúng khởi tâm tùy hỷ. Bồ Tát Địa Tạng ấy làm vị sa môn, hiện sức thần thông biến hóa khắp nơi, đầy đủ việc đại trang nghiêm như vậy cũng gọi là công đức vô lượng không thể nghĩ bàn của Đức Như Lai, cũng gọi là kho tàng chánh pháp của hàng thanh văn Đức Chư Phật, cũng gọi là bờ bãi báu lớn của giải thoát thật trí, cũng gọi là pháp của Bồ Tát cứu đời, cũng gọi là bậc thầy dẫn đường đến Niết Bàn. Giống như ngọc như ý, chỗ cầu luôn được đầy đủ, cũng như chốn bãi báu mà tất cả người buông nhắm đến, cũng như đất lành hay sinh cây cối cũng là thần khí của đại pháp Niết Bàn, cũng là bình đẳng công đức thanh tịnh, cũng là chỗ ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu đến, cũng là bó đuốc lớn soi sáng chúng ta tâm sâu dày như mặt trăng mát mẻ, diệt trừ được sự nóng bức của phiền não. Những người không chân được xe như ý, những người tâm tán loạn được uống nước vị cam lộ, những người già yếu gặp được cái gậy là chỗ căn bản của ruộng phước lớn, tâm sẽ không trở ngại như dòng nước chảy sâu, cứu khổ chúng sinh không ngại gian khó. Cho đến chỗ bản thân, trừ lửa kết xưởng như mây lớn che trùm khắp, như nước sạch tẩy trừ được nhơ nhớp. Cho đến con đường hiểm ác thì hiện bày con đường chánh, những người mỏi mệt thì được chỗ ngồi nằm an ổn, là chiếc cầu vượt qua bốn dòng sinh tử, cũng là thuyền lớn vô thượng vượt đến bờ giải thoát. Là quả báo thù thắng vi diệu của ba căn lành, là người bố thí pháp đại thừa tối thượng, trì giới không lay động như núi tu chi, tinh tấn khó hủy hoại như kim cang, nhẫn nhục kiên cố như mặt đất, thâu dựa chánh pháp, tâm không phân biệt hai tướng, thiền định trang nghiêm như tràng hoa vi diệu, trí tuệ rộng sâu dường như biển lớn, tâm không chốn nương tựa giống như hư không, phương tiện có đấm diễm như các hoa kết lại. Đối với ngoại đạo như sơ tựa chúa, xa liền phiền não như tê giác một sừng, giữa các cơ sự như rửa bụi nhơ, có thể trừ mọi số bé như gió thổi nhanh chóng, giúp đỡ người bệnh như vị lương y, tiêu trừ mọi thứ bệnh tật như phương thuốc vi diệu. Giữa các phiền não như cầm kiếm sắt, vì người lo sợ là bằng hữu tốt, ngăn giữ kẻ thù như hào thành vững chắc, hay trừ mọi sự khác như dòng nước trong mát, có giúp cơn đói giống như quả ngọt, cũng là y phục thù thắng đối với kẻ có hàng. Với những người bị nóng bức thì làm đám mây dày che kính, để đủ quả báo của căn lành như vậy, thanh tịnh kiên cố không bị hủy hoại, nơi chốn với màu sắc với diệu thường sinh ưa thích, ở trong đại chúng sinh tâm hổ thẹn trước các khách sử, hành trì thiền định nơi nhân nơi bốn chánh cần, bốn nhiếp pháp để tạo sự hành hóa thuận hợp, tâm địa nhẫn nhục như núi Tu Di, thâu tóm sâu rộng như biển lớn kia, thuần túc tự tại vô ngại như hư không, hạ phục các ma của mọi thứ có sự tập nhiễm, tu hành chánh đạo vô lượng thiền định của làm bờ bãi như của nhất thiết trí, đời truyền pháp luân vô tác thanh tịnh. Đại Bồ Tát Địa Tạng chỉ muốn đến đây nên trước tiên hiện điều lệnh ấy, chỉ muốn cúng dường kính lạ ta nên đến nơi này. Đức Phật lại tán thán Bồ Tát Địa Tạng, âm từ phương Nam, cùng với 80 triệu trăm ngàn nay do tha Bồ Tát dùng sức thần thông đi đến nơi này.
Bây giờ tất cả chư vị Bồ Tát ấy đều hiện bày hình tướng thanh văn ở trước Như Lai. Đảnh lễ nơi chân Phật, nhiều quan bên phải ba phòng, chắp tay nói kệ. Thế Tôn Tu Thắng, Thầy dẫn đường, thường tu từ bi phát tâm thiện, hay sinh nhẫn nhục như mặt đất, và đó chúng sanh trừ sân hận, để đủ các tướng tốt vĩ đại, thường hay trang nghiêm các cảnh giới, nên đủ tất cả các ruộng phước, tu tập tâm từ, nói lời thật, để đoạn trừ được các lưới mê, thường hay ăn trú vào chân thật. Còn làm thanh tịnh, còn nước Phật, chúng sinh trong đó đủ căn lành, vì muốn được độ đời ác được, thành tựu đủ tất cả chúng sinh. Xin tâm kiên cố, xin tinh tấn, thoát vô lượng tội lỗi khổ nạn, thường tối việc khó chốn nguy hiểm, vượt qua lỗi lầm vô lượng khổ, bố thí trì giới nhẫn tinh tấn, tu tập thiền định cùng trí tuệ. Vô số chư Phật chúng Bồ Tát, thanh văn đại chúng đều cúng dường, bệnh đói khát, giúp đủ thuốc thang, giải thoát tất cả những ràng buộc. Ta từ xưa nay bỏ thân mạng, vì lợi chúng sinh không tham tiếc. Thường vì chánh pháp nên xả thân, gia xương máu thịt cho chúng sinh, gặp chỗ an lạc đều lìa bỏ. Thực hành từ bi vì tất cả, lưới phiền não trói buộc chúng sinh. Tu hành vãng lặng đều thoát khỏi, đóng kín tất cả gốc xấu tình. Thường hay xa lìa những tham dục, tu khổ vô thường không vô ngã. Cũng khéo quán sát trong thế gian, các khổ do ái dục làm gốc, đã làm khô cạn hết phiền não. Do nghĩa này, thâu dựa sâu căn, khéo đoạn trừ tất cả tham ái. Thường tu vô lượng môn đại bi, phổ cập nơi tất cả chúng sinh. Ta quyết không bỏ gốc thệ nguyện, mà cũng không trú quả bồ đề. Tất cả chúng sinh tướng như như, cũng thấy hữu tình chịu khổ đông. Vì chúng sinh tư duy như vậy, liền siêng năng tu hành chủng mãnh, phát sinh tinh tấn thế giới nhẫn, tu tập thiền định và trí tuệ. Giống như mẹ chỉ có một con, đem hết lòng thương yêu nuôi dưỡng. Đối với chúng sinh, Phật cũng vậy, thường hay cứu giúp cho tất cả, nên Như Lai mau chứng Bồ Đề, giải thoát tất cả vô lượng chúng. Phật sơ tu tập Đại Bồ Đạo Bồ Đề, thà nguyện không bỏ một chúng sinh, luôn luôn an trú thế giới nhẫn, tinh tấn thiền định tu trí tuệ, thường hay ở trong chốn đời cuối, cầu Bồ Đề vô thượng tối tôn, nâng cứu đời ở trong kiếp mạt, mau chứng đạo vô thượng tối thắng, thu phục ma ác, chúng dạ xoa, loài trọng ác, quỷ thần của người. Giống như kim can đoạn có sử, thường hay ăn trú trong thánh đạo. Vì vô lượng chúng mà thọ ký, sẽ thành đạo Bồ Đề vô thượng. Công đức tối thắng trí tuệ sáng, là đại tướng ruộng phước chân thật, nơi vô lượng kiếp việc cứu đời, che phủ cho tất cả chúng sinh. Trong mười phương cõi làm ruộng phước, tiếng tốt vang khắp mọi nơi chúng. Do đó tất cả chư Bồ Tát đều hay từ bỏ việc riêng mình. Phật dùng thần thông mà nhóm họp, cùng đến Thế Tôn Đại Mâu Ni, nguyện xin Như Lai thường diễn thuyết. Được nghe, nếu được nghe đều rất vui mừng. Đã nghe pháp rồi xin tinh tấn, thường được tu học đạo Bồ Tát, đều nhờ sức dụng mạnh của Phật, nên được mau gần đạo Bồ Đề. Nên nhóm họp chưa từng nghe thấy, nên các vị đều đến hội đủ, có 13 ức chúng già xoa, làm việc tàn hại ăn máu thịt, mau bỏ nghiệp ác đến nơi này, an trú đạo vô thượng tối thắng. Chứng được nhẫn nhục đà la ni, chứng được thiền định pháp vi diệu, để được thần thông chấn lậu thần, là hán Thế Tôn không chấp trước. Thường khéo thu tập bốn vô lượng, an trú ở trong bốn nhiếp pháp, thường được bốn biện tài tối thắng, là hay thu tập các pháp nhẫn, có được tam muội thủ lăng nghiêm, có được mắt trí tuệ hư không, có được các pháp nhẫn vô sinh, đều do Thế Tôn đã thuyết pháp. Chế ngự tất cả các dị học, 96 ngoại đạo tà kiến, hàng phục tất cả các ma oán, đều nhờ sức đại tướng cứu đời, đóng cửa địa ngục quỷ súc sinh, lợi ích tất cả chúng trời người, cho nên các chúng sinh chân thật, đều nhờ thần lực Phật đến nhóm, mất mùa, giật bệnh, chốn bên đau, ngày nay đều được tiêu diệt hết. Nếu bị mù tối mất đường chánh, khi chúng sinh ấy được giải thoát, vô lượng phiền não và loạn động đều được ở yên đạo Niết Bàn, khi chúng sinh đều bỏ nghiệp cũ. Đảnh lễ Như Lai đến nơi này, vô lượng ức thế giới của Phật đều là nơi an trú cứu đời, nghe tên gọi mười phương vô lượng. Con nghe rồi nên đến nơi đây,
biển công đức nhất thiết chủng trí. Tướng chân thật được nghe như vậy, độ thoát tất cả các chúng sinh. Nay con vui mừng nên kính lễ, khiến con tăng trưởng đức vô lượng. Cho nên nay cúi đầu đảnh lễ, ở trong trăm ngàn vạn ức kiếp, thường xuyên tu tập hành bố thí. Nay con sẽ học phát tuệ nguyện. Nay con đến trụ Phật thần thông. Con sẽ tu học nơi đời ác, đạt đến đạo Bồ Đề tối thượng. Bây giờ Đại Bồ Tát Địa Tạng dùng ngàn thứ hoa trời, hoa hương an lạc tung rải lên Đức Phật. Rồi đại hoa biến thành chiếc lọng báu, khi ấy Bồ Tát Địa Tạng ở trước Đức Phật lắng nghe, lãnh thọ kinh pháp. Là chúng nơi pháp hội đến đông đủ, thấy Bồ Tát Địa Tạng đường sinh tưởng hiếm có, dùng các thứ hương hoa, chùa an lạc, cờ phướng lọng báu và các y phục tung rải lên trên chỗ Bồ Tát Địa Tạng. Làm như vậy rồi nói, chúng tôi vui thích vì được lợi tốt. Nhờ thần lực của Đức Phật nên được thấy các bậc đại trượng phu như vậy, xin cung kính đảnh lễ hỏi thăm. Bây giờ lại có đại Bồ Tát khác ngưỡng từ chỗ ngồi đứng dậy, sẽ là y phục có bên phải quỳ sát đất chắp tay hướng về Đức Phật bạch: Bạch Thế Tôn, thì năm ấy tự khỏi Đức Phật nào đến nơi này, tu tập căn lành gì mà có thể nói lên vô số lời tán thán công đức của chư Phật như vậy? Con từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Lúc này Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát khác ngữ: Thôi thôi này đại sĩ, không nên hỏi như vậy. Tất cả đại chúng và các hàng trời người, trừ chư Phật Như Lai, không ai có thể nhận biết hết về vô lượng công đức của tiền năm ấy. Hôm nay Như Lai quyết sẽ nói rõ. Do vì chúng trời người si ám nên tự che lấp. Này thì nam, tộc tánh tự ái đã thành tựu công đức, không thể nghị bàn. Về tâm muội thủ lăng nghiêm, hòa nhập nơi nẻo hành hóa của Như Lai, chứng vô lượng pháp nhẫn. Đối với pháp của chư Phật luôn được tự tại, vào sâu nơi pháp nhẫn, vượt qua biển nhất thế trí. Thì nam ấy dùng diệu dụng nơi tâm muội sơ tử quan, bước lên đỉnh núi tu trì của nhất thế trí, phá trừ các học phái ngoại đạo, cứ giúp chúng sinh thay đều an trú vào trong cõi Phật. Tuy theo quốc độ của Phật vào tâm muội trí, dùng diệu lực của tham mười ấy khiến cho tất cả chúng sinh ở các quốc độ đều thấy chư Bồ Tát. Tuy theo quốc độ của chư Phật vào tham mười trí lạc, ở trong cõi nước ấy, tùy sự cúng dường hiện có mà cúng dường chư Phật. Tuy theo quốc độ của chư Phật vào tham mười thanh tịnh lạc, vào tham mười ấy rồi đều thấy tất cả tội lỗi và tai họa của các của ái dục ác, ác dục ái. Nhưng đối với tâm thì thanh tịnh không đắm nhiễm. Tùy theo quốc độ của chư Phật giờ tâm muội hổ thẹn, ở trong quốc độ ấy khiến cho các chúng sinh biết hổ thẹn, xả lìa các việc ác, không còn ngu muội. Tùy theo quốc độ của chư Phật giờ tâm muội thủy chữ, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều vào được định, cũng khiến các chúng sinh được túc mạng trí, có thể biết sự việc của đời trước, chết đây sinh kia, khéo trụ nơi thiền định. Tùy theo quốc độ của chư Phật giờ tâm muội vô ưu minh, có thể khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa sự buồn sầu, ở trong quốc độ của Phật nhập tam muội thần thông, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều nhập tam muội thần thông. Tùy theo quốc độ của chư Phật và tam muội trí minh, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh xả lìa ngu si, liền thấy tất cả cõi Phật nơi mười phương. Tùy theo quốc độ của chư Phật và tam muội Phật ngự Phật cự, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều hướng về tam bảo. Tùy theo quốc độ của chư Phật và tam muội kim cang quan, và tam muội ấy rồi cũng có thể khiến cho tất cả cõi Phật, núi Thiết Di, những đại Thiết Di, cho đến núi Chúa Tu Di, tất cả khe suối, sông hồ, rừng, núi hiểm hóc đều hóa thành đất bằng phẳng như bàn tay, cũng khiến tất cả các loài thú ác, rắn độc, cho đến dùng vật độc làm hại người đã đều tiêu diệt. Tùy theo quốc độ của chư Phật, và tam muội trí lực hàng phục khiến ma và quyến thuộc của chúng ta đều khiếp sợ quy y tâm bảo. Tùy theo quốc độ của chư Phật và tam muội điện quang, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa sự sợ hãi và đời sau được pháp môn an ổn. Tùy theo quốc độ của chư Phật và tam muội vị lạc, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh theo chỗ suy nghĩ mọi thứ ăn uống đều được đầy đủ. Tùy theo các quốc độ của chư Phật vào tam muội tinh khí diệt lạc, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh được thân khỏe mạnh,
xa lìa các bệnh khổ, tùy theo các quốc độ của chư Phật vào tam muội lạc cụ, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được giường nằm, đồ ngồi y phục an lạc đầy đủ, không thiếu vật gì, thuốc thang trị bệnh, thân đều đoan nghiêm. Tùy theo quốc độ của chư Phật vào tam muội vô tránh trí, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh thân được tráng kiện, đoan nghiêm thù thắng. Xa lìa tất cả oán thù trái buộc, đều nhận sự an lạc, đều ở thích thực hành bố thí, địa giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tiền định, tâm không tán loạn, đầy đủ trí tuệ vào sâu pháp tướng. Tùy theo quốc độ của chư Phật vào tam muội vô ưu bố, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, tâm xa lìa lo sợ. Tùy theo quốc độ của chư Phật vào tam muội quang lạc, ở trong cõi vật đó tất cả chúng sinh đều đạt được trí vô ngại, xa lìa mọi việc. Tùy theo quốc độ của chư Phật vào tam muội thiện trụ kim cang, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh được các căn đầy đủ, không bị thiếu khuyết hư hoại. Tùy theo quốc độ của chư Phật vào tam muội quán tràng, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều nhàm chán, xa lìa, dứt bỏ việc ác, giữ gìn mười điều thiện, được sinh vào cõi trời. Tùy theo quốc độ của chư Phật vào tam muội đại từ âm tạnh, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh đều cùng thương yêu phát khởi tâm tự, được tâm không lo sợ, được tâm không phiền não, lại cùng nhớ nghĩ và tâm bi. Tùy theo quốc độ của chư Phật vào tam muội tập phước xứ, cũng có thể khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa sự tranh cãi, bệnh tật, đói kém, gió mưa không đúng thời, ăn uống khổ cực, đắng cay, đủ vị, thể đều tiêu diệt. Bồ Tát Địa Tạng ấy đi đến quốc độ Phật, nhập tam muội hải điện. Ở trong cõi Phật đó, đã đến đó khi tất cả đều biến thành đất bóng, xa lìa các thứ cấu ế, cây y phục, cây anh lạc, cây hoa quả làm trang nghiêm cảnh giới Phật. Giờ lúc sáng sớm, nhập vào tam muội bằng hằng hà xa thế giới, vì nhằm thành tựu đầy đủ cho mọi chúng sinh, từ thiền định đứng dậy, khiến vô lượng vô biên thế giới, chư Phật đối với đời sáu ác năm trược cứu độ đầy đủ chúng sinh đều không bỏ sót. Có thế giới Phật khi phát sinh đạo binh, thì tập tánh tự ấy vào lúc sáng sớm, do hiệu lực của việc nhập tam muội kia, nên mọi thứ đạo binh, tứ binh đạo thể đều tiêu diệt. Tùy theo các cõi Phật, các cõi của chư Phật có dịch bệnh, bệnh dịch, cướp bóc, sinh khởi, giết hại chúng sinh, cũng đều khiến cho mọi thứ đó tự nhiên tiêu trừ. Tùy theo các cõi của chư Phật đã bị mất mùa, sinh ra đói kém, cơ cực cũng đều khiến diệt trừ hết, và chúng sinh nơi đó được ấm no đầy đủ. Tập tánh tự ấy dùng oai thần lực của tam muội, nó có thể cứu giúp tất cả chúng sinh. Bồ Tát Địa Tạng đều công đức bất tư nghì tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Nơi vô lượng hằng hà xa trú xứ của chư Phật quá khứ đã phát tâm đại bi với thệ nguyện kiên cố, nhằm hóa độ tất cả chúng sinh, uy lực trang nghiêm giống như sấm nổ rung động, trong chốc lát có thể cứu giúp vô lượng ức na do tha người đạt đầy đủ các lành. Nếu có chúng sinh bị vô lượng ức các thứ khổ não đối khác bức bách, xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì đều có thể khiến cho các chúng sinh đó mọi thứ ăn uống đều đầy đủ, khổ não tiêu trừ, tiến đến đạo Niết Bàn, đạt được an lạc. Và có chúng sinh thiếu thốn về y phục, mũ báo an lạc, thuốc thang chữa bệnh, các thứ đồ dùng, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì tùy theo ý muốn đều được đầy đủ, e trú vào đạo Niết Bàn, được an lạc bậc nhất. Hoặc có chúng sinh sẽ lìa tâm hỷ lạc cùng với tâm không hỷ lạc tích tụ, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì tất cả hỷ lạc đã mất đều trở về, chỗ không hỷ lạc thì sẽ lìa theo chỗ ý ưa thích, có thể khiến an trú ở Niết Bàn, được an lạc bậc nhất. Hoặc có chúng sinh thân tâm chịu nhiều khổ bệnh, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thì mọi khổ não của thân tâm đều được tiêu trừ, an trú vào đạo Niết Bàn, được an lạc bậc nhất. Hoặc có chúng sinh tâm hướng đến diệt ác, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y tất cả, tất khiến các chúng sinh ấy sinh tâm nhu hòa, nhẫn nhục, hổ thẹn, thành tâm sám hối, an trú vào Niết Bàn. Hoặc có chúng sinh bị lao tù, trói buộc, gông cùm xiềng xích, chịu nhiều khổ cực, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, nhất tâm quy y tất khiến các chúng sinh ấy đều được giải thoát, tự tại vô ngại, cho đến phải bị trói cuộc trong tù, bị đánh đập bằng trói gậy, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng
Một lòng quy y cũng là như vậy, đều được giải thoát, e trú vào niết bàn, được an lạc bậc nhất. Hoặc có chúng sinh các căn không đầy đủ, mệt mỏi, biến nhát, điên cuồng, buông lung, quên mất bản tâm, tham lam, sân giận, ngu si, ganh thị, bụng sỉnh, tà kiến, kiêu mạn, ưa ngủ nghỉ, vân vân. Các thứ xấu ác ấy đều bùng cháy mạnh mẽ. Nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y thì mọi khổ như vậy đều được giải thoát, an trú vào niết bàn, được an lạc bậc nhất. Hoặc có chúng sinh bị dòng nước lớn cuốn trôi, lửa dữ thiêu đốt, hoặc thân rơi từ núi đao, núi cao xuống đường hầm vách đá, hoặc từ nơi cây cối phong xá thân bị treo ngược, nhiều sự lo sợ như vậy. Nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y thì mọi việc lo sợ đều tiêu tan, khiến được giải thoát, an trú vào niết bàn, đạt an lạc bậc nhất. Và có chúng sinh bị các loài rắn độc, thú dữ làm hại, hoặc bị nọc độc, các thứ thuốc độc gây hại, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y thì những sự lo sợ đó đều được giải thoát. Và có chúng sinh bị loài a ba ma la ngăn che làm hại, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bốn ngày, khiến tâm cuồng si tán loạn, run sợ, điên đảo cho đến mất bản tâm, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y thì nam thì nữ nào đối với sự lo sợ như vậy đều được giải thoát, an trú vào niết bàn, đạt an lạc bậc nhất. Hoặc có chúng sinh bị các loài quỷ dữ la sát, cứ bàn trà phú đô na ca tra phú đô na bắt bớ, hoặc các thứ sư tử hộ sói, các thú dữ đuổi bắt, hoặc nơi quân trận chiến đấu bị giặc oán vây quanh, gặp địch sợ chết tam sống, cầu an vui, có thể xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y. Những thiền nam thiền nữ như vậy mau chóng xa lìa các khổ, để được hoàn hảo an trú vào niết bàn, để an lạc bậc nhất. Hoặc có chúng sinh vì cầu được nghe nhiều, hiểu rộng, có lòng tin, thực hành bố thí, trì giới, bố thí, thiền định, thần thông, giải thoát khỏi các tứ sắc thanh, hương vị xúc, cầu đạt các công đức, các thứ nghề tinh xảo, hoa quả các cố đều đầy đủ, vì tăng trưởng lợi ích về tài vật, thuốc thang, phòng nhà, vì khiến mưa thuận, gió hòa, dì cầu nam nữ phương tiện tu phước, dì trừ lạnh nóng, khiến được chánh niệm, dì cầu những nhân duyên như vậy nên có thể xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y. Thì thiện nam thiện nữ này được uy đức lớn, được có thể nêu bày trong môn cầu công đức của vô lượng chúng sinh. Với như gieo trồng nơi đồng ruộng hoang kia, nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y, thể đều biến thành quả ví dụ thù thắng. Vì sao? Vì thiện nam ấy ở trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp không thể tính kể trên đời quá khứ, nơi trước Như Lai phát nguyện kiên cố giống như đại địa, khiến tất cả chúng sinh đều được tọa dụng thiện nam ấy. Do hiệu lực của công đức, nó có thể khiến căn lành nơi mầm cây nhánh lá cho đến hoa quả đều được tươi tốt, tăng trưởng thành thục. Và có chúng sinh gây tạo nhiều điều, gây tạo điều ác, không hành theo 10 nghiệp thiện, đã xuống niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, một lòng quy y, thì tất cả các sở phiền não được tiêu trừ, xa lìa 10 điều ác, thành tựu 10 điều thiện. Để với chúng sinh phát tâm từ bi, tâm lợi ích, thì năm ấy cho dự lực nơi tinh tấn, trong chốc lát nơi vô lượng A Tăng kỳ thế giới của chư Phật, trong mười mỗi quả Phật dùng thời gian ngắn đó cứu độ hằng hà sa A Tăng kỳ chúng sinh. Nhờ nơi tướng mạo nên thoát được sâu ác, đã đều thành tựu công đức không thể ghi bàn. Thì năm ấy đã dùng toàn lực kiên cố nên có thể thành tựu trọn vẹn cho tất cả chúng sinh. Như vậy tập tánh từ đó, hoặc làm thân phạm thiên để thành tựu cho chúng sinh, hoặc làm thân tự tại thiên, hoặc đại tự tại thiên, mê tụ la thiên, hoặc làm thân các thiên dương, nơi cõi trời dục, như làm thân tám tự tại thiên, hóa lạc thiên, đạo xuất đà thiên, diệu ma thiên, thân đế thích, thân tứ thiên dương, hoặc làm thân Bồ Tát, hoặc làm thân Bích Chư Phật, hoặc làm thân Thanh Văn, hoặc làm thân Chủ Long Thánh Vương, hoặc làm thân Bà La Môn, sáu loại từ xá thủ đà, hoặc làm thân nam nữ, hoặc làm thân thiếu niên thiếu nữ, hoặc làm thân Ca Đắc Bà, Khẩu Na La, Ma Hầu La Già, thân thiên long già xoa, hoặc làm thân La Sát, hoặc làm thân Cư Bàn Trà, hoặc làm thân Tỳ Xá Xà, hoặc làm thân Phú Đô Na, hoặc làm thân sư tử cọp sói voi ngựa trâu, hoặc làm thân các loài chim, hoặc làm thân Diêm La Vương, hoặc làm thân Ngục Đốt, hoặc làm thân Địa Ngục, như các chúng sinh thuyết giảng vô số pháp, các pháp tùy theo họ dạy rõ tam thừa, khi ăn trú vào quả vị bất thoái chuyển, thì năm này đã thành tựu công đức không thể nghĩ bàn. Như vậy, dùng các báo dạy thoát ra từ Trang Nghiêm, cũng là mẹ của các pháp nơi Bồ Tát, hướng đến đại niết bàn vô thượng.
Thì anh em nếu có người ở trong trăm kiếp lễ bái cung kính cúng dường các vị Bồ Tát Văn Thù, Quán Thế Âm, Phổ Hiền, những bậc thượng tổ và hằng xa chư đại Bồ Tát, cầu đạt sở nguyện không như trong khoảnh khắc một bữa ăn, lễ bái cung kính cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, công đức rất nhiều sau ngày mau chóng đạt được thể đều viên mãn. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng ấy đối với tất cả chúng sinh có thể tạo lợi ích lớn là ngọc báu như ý. Thì năm ấy vì niềm cứu độ chúng sinh đã phát khởi toàn bộ kho báu đại bi vững mạnh, khiến cho tâm nguyện của tất cả chúng sinh đều được đầy đủ. Vì vậy thì nam thì nữ nên cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Khi ấy đại bộ chúng từ mười phương đã đông đủ nơi pháp hội, các đại Bồ Tát chư vị thanh văn, tất cả chúng trần người già xoa ca thất bà đều từ chỗ ngồi đứng dậy, tùy sức cúng dường hoặc dùng vàng bạc châu báu tuôn đại lên chỗ Bồ Tát Địa Tạng, hoặc dùng vô số hoa báu, y phục ngọc báu, mani vòng hoa anh lạc, tơ lụa, cờ phướng, lòng báu cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, là dùng cho lượng các thức âm nhạc được các loài tán thán được cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Lúc này đại Bồ Tát Địa Tạng lại đem sự cúng dường này để dâng lên bậc thiện thể, liền nói kệ: trời người rồng thần chỗ cúng dường, mười phương Bồ Tát vân tập đến nghe bậc cứu đời công đức lớn, xin Phật nhận sự cúng dường này. Đại Bồ Tát Địa Tạng nói kệ rồi thì cung kính đảnh lễ nơi chân Phật. Đức Phật lại nói kệ: người muốn khởi trí tịnh kiên cố để dứt trừ phiền não chúng sinh, khi chúng an lạc như tay báu diệt trừ trói buộc dưới kim cang, ông khởi đại bi thường tinh tấn cúng dường Thế Tôn bậc tối thắng, tâm ấy như biển cứu tất cả đủ các chúng sinh qua bờ kia. Bây giờ đại Bồ Tát Địa Tạng làm lễ đứng dậy bạch Phật: bạch Thế Tôn, con xin sẽ cứu độ bốn cõi thiên hạ này. Khi bốn chúng tỳ kheo, tỳ kheo nay ô bà tát ở bà di luôn được tăng trưởng hộ niệm, tăng trưởng thọ mạng, khiến thân không tật bệnh, tăng trưởng sức lực, tiếng tốt làm tăng trưởng tài sản bản thân quý thuộc, tăng trưởng tính giới đa văn, tăng trưởng các pháp bố thí, nhẫn nhục phương tiện giác ý cho các thánh đế, tăng trưởng nhập vào tất cả chánh đạo của đại thừa, tăng trưởng việc soi sáng pháp tướng chân thật, tăng trưởng việc thành tựu đầy đủ cho tất cả chúng sinh, làm tăng trưởng việc phát khởi tâm đại từ bi hỷ xả, làm tăng trưởng vô lượng tất cả pháp tịnh, làm tăng trưởng danh xưng nghe khắp ba cõi. Làm tăng trưởng các trận mưa pháp tấm dường ba cõi, làm tăng trưởng tất cả vật dùng nơi đại địa, làm tăng trưởng tất cả nghiệp lành nơi chúng sinh, làm tăng trưởng pháp khí hiểu vô số phước đức, làm tăng trưởng trí tuệ đều được tỏa sáng, làm tăng trưởng sáu pháp ba la mật là nẻo hành hóa của đạo, làm tăng trưởng năm tướng mắt thông đạt vô ngại, làm tăng trưởng pháp quán đỉnh, làm tăng trưởng niết bàn, làm tăng trưởng uy đức chiếu sáng nơi tất cả pháp chưa từng có, phước đức đầy đủ thọ kế nơi chú thuật câu chương đà la ni, thà ở nơi hằng hà sa cả phật quá khứ đều thọ trì thần chú chứ như vậy, làm tăng trưởng pháp bạch tịnh đầy đủ, làm tăng trưởng hạt giống rễ thân hoa quả nơi tất cả dược liệu ngũ cốc, làm tăng trưởng mây mưa nơi đất nước gió lửa, làm tăng trưởng phước lạc, làm tăng trưởng tài vật, làm tăng trưởng vô lượng quả báo tối thắng, làm tăng trưởng cơ nghiệp thần chú lợi ích này có thể trừ được tất cả khổ não trói buộc. Liền nói thần chú: xúc phù, xúc xúc phù, a hàm xúc phù, bà xá già la xúc phù, em la xúc phù, ni la xúc phù, bà đồ la xúc phù, a lư già xúc phù, đạt ma xúc phù, bà xá ma xúc phù, bà đế gia ni lê ha la xúc phù, tỷ bà lư già xoa ma xúc phù, ưa bà xá ma xúc phù, na ma xúc phù, đồ na bà mâu, trí la na xúc phù, xúc phù, xúc phù, tỳ ni lê dạ na xúc phù, sa đa bà xúc phù, bà già tu trí ma e lê, tha di xá di, già già la tư, già già ma tư lê, sa lê hê lệ già la bà la bà ế, ha lê ba la tỷ, ba già la ba đà nể, la già đà nể, ba la già 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 e lê, ma lê e già ta tha hiên, tha khâu lâu, thác lê, xá lê, di lê, ma xoa.
đa xoa cư lê di lê ương hữu chi đa tỳ ác lê kỳ lê ba la kỳ lê cự xá khổ ba lê chân kỳ chân chân cầu lệ. Hưu lâu hưu lâu hưu lâu cư lưu đâu di lê xoa bà trà la khuy khuy lê lưu 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 lâu lưu ba ba đồ tỳ thâu đàn nể tư bà ha ma phục đà lâu già xa đi thâu nể tư bà ha già lâu xa la ba đi thâu đàn nể tư bà ha già lâu xa điểu đồ ni thâu đàn nể tư bà ha tát bà ha xa ba lợi phú la đàn nể tư bà ha tát bà tư gia tâm ba đà nể tư bà ha tát bà đa tha già đa ha thái đề tư bà ha tát bà bồ đề tát đọa a thái đề a nậu vô địa đề tư bà ha. Bạch Thế Tôn, có đã thuyết thần chú ý hoài đức chiếu sáng chưa từng có, nguồn gốc các thứ đất thọ ký nơi câu chương thần chú Đà La Ni. Ta ở trong hàng hà sa cả Phật thời quá khứ thọ trì thần chú này, làm tăng trưởng tất cả pháp bạch tịnh, làm tăng trưởng chủng tử thiện nơi rễ thân cành nhánh lá hoa quả thuốc tan lúa gạo, làm tăng trưởng mưa tâm ướt nơi đất nước gió lửa, làm tăng trưởng hỷ lạc, làm tăng trưởng tài vật, làm tăng trưởng sự bí diệu thù thắng, làm tăng trưởng sản nghiệp. Pháp lực của thần chú này khéo có thể trói buộc, cũng gọi là khéo giải thoát. Đức Thế Tôn thuyết thần chú đã lấy nơi này cho các chúng đệ tử thanh văn tỳ kheo này ở bà tắc ở bà chi, nên bốn cõi thiên hạ thì đều được hộ niệm, làm tăng trưởng tất cả tài vật sản nghiệp, làm tăng trưởng pháp Phật có thể khiến được truyền bá rộng khắp tam giới, đều nhận được an lạc vô lượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng Thập Luân Quyển 1. Vì đem cả đức này hứa như Phật cả được thử dài chúng sanh được rõ thành Phật đạo.